xin chào cả nhà đã quay lại kênh Nghĩa Vlog. Và hôm nay Nghĩa đang có mặt tại Nam Cát Tiên. Thì bên Nghĩa đứng đây lên bên này là vẫn chưa là phải đường Nam Cát Tiên nha cả nhà. Còn bên đó là mé bên đó qua con sông là sẽ tới rừng Nam Cát Tiên. Thì bây giờ mình sẽ dùng Leica mình quay lên cảnh rừng Nam Cát Tiên cho cả nhà cùng xem nha. Rồi bây giờ bắt đầu thôi. Sau khi quay xong thì vô vườn bưởi. Đây nhà cho nghe xem vườn bưởi đây. Đó, khách của mình mua là 100 kg nha cả nhà. 100 kg bưởi. Còn giá cả sao mình không có biết. Đây rồi, hai đang thấy bưởi đây. Đây đang hái bưởi nha. Dạ, dám sử dụng hình ảnh trái phép. Rồi xong rỗng rồi rụng. Kìa rỗng. Ồ kìa nó có con dao kẹp luôn hả? Ừ. Hay quá vậy. Đó, quá đã nha. Đó, đẹp không? Đó. Bao ngọt. Bao ngọt hả? Bao ngọt. Bưởi của Sài Gòn không bao giờ có nhé. Mời. Đừng chăm trái cho anh. Biết đâu. Được xẻ thử một trái đâu ăn thôi. Ăn ngọt thử cái nè. Rồi. Ngọt lắm á. Đây. Đây cả nhà. Giờ cho mình ăn thử nha. Mình kiếm cái chỗ nào mà dựng cái máy quay đó. Mình không có mang theo tay quay ha. Dựng cái nào à? Để gọt cái bưởi nó ăn thử coi. Đây nhà giờ gọt bưởi. Cái này gọt sao? Chẻ ra luôn hả? Hay lột? Muốn gọt cái gì gọt. Gọt trong vòng không đông á. Em không biết gọt bưởi đâu á. Nè, cho trái bưởi mới làm giấy khai xanh nè.
Hả? Cái bữa mới nhầm giấy là xanh còn xanh lè còn chưa gọng ruột luôn nè, để thử coi ngọt hay không là biết nha. Cái bưởi non á. Bưởi non hả? Ừ, rồi thử cái bưởi non đi biết. Bưởi non á nha, ăn thử luôn. Đưa cái trái bưởi non cho ta coi. Có vẻ như nó chưa có không có nước. Nó chưa có hột luôn á. Nó ngọt lắm. Ngọt lắm cả nhà. Bưởi chưa có hột luôn, ngọt ngay rồi. Nhưng mà cái ruột của nó chưa có gì luôn nè. Nhưng mà thiếu nước. Cái nó còn ngon. Bưởi non mà. Nó ngọt cho bưởi non cho thử cái mà ăn. Mà sao ngọt dữ vậy? Bưởi non mà ngọt dữ vậy? Cái đất này là cái đất đất cát pha thịt thì nó mới ngọt. Còn cái đất đen nó không có ngọt đâu. Ra trồng bưởi là phải tùy theo đất nữa ha. Đúng rồi. Trái cây là theo đất, đất ở ngon nha. Từ trước nhiêu ký vậy? 7.000 ký là tại Tết nó còn lên được một chút. Nay được mấy chục? Nay được tùy bưởi, có vườn 25.000, có vườn 18.000, có vườn 22, vườn 53 tùy. Xong. Chị trẻ em cái. Đã mấy nha. Quá đã. Thử nha. Bữa này làm gỏi. Gỏi hả? Không phải gỏi uổng gì. Lấy cái kéo kia đừng có cắt lên, cắt hết mất mơ ký núng. Lấy kia kìa. Nè, thấy muối mỡ đã không? Nè. Bấm lên trên, bấm cao lên. Bấm trên nữa, để lại cái cành. Phải đẩy rồi. Ăn nó có nước ngọt đã. Cái này là phải để héo. Để về cho nó héo đi xong rồi. Bỏ tủ lạnh trời ăn sướng. Dạ. À vậy đó. Lấy về bên này là nó không có cái đầu đó. Bởi muốn ngon là phải để héo hả chị? Ừ. Để héo xong rồi mình bỏ tủ lạnh hả? Đúng rồi, mình gọt ra xong mình bỏ tủ lạnh ăn. Đó là bí quyết đó nha, muốn ăn bưởi ngon nó như thế nào cả nhà là phải gọt ra. Con đâu có xong để héo. Để héo gọt ra thì ăn nó bưởi nó sẽ ngọt hơn. Không có cái gì nó không có cái đầu đó rồi. Thì hết thì mới hết rồi đó. Hết rồi thôi cân thôi. Quá đã. Bây giờ đang chất bưởi ra xe. Để chuẩn bị về lại Sài Gòn nha. Đó. Diễn viên chính mình hơi đẹp trai luôn. Y như hồi nãy của ông Thành. 20 hả? 21 hả? Rồi. Đây ở nhà. Đầy xe rồi. Thấy không? Đầy dưới cốp này cho cả nhà xem. Wow. Wow. Mê không? Đó, giờ chuẩn bị về cả nhà ơi. Giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây cả nhà ơi, để đi về lại Sài Gòn nữa. Cả nhà xem video nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh Nghĩ Vlog nha. Tạm biệt cả nhà. Xin chào gặp lại, hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye.